Trong 34.000 tỷ đồng hóa đơn do công ty Yến Xào này xuất ra, chỉ có 40 triệu đồng là hàng thật, còn lại là xuất khống. Thông tin gây sốc này vừa được ông Đặng Khắc Phúc, chi cục trưởng chi cục thuế quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ. Để ra số doanh thu khổng lồ này, doanh nghiệp đã xuất hóa đơn cả ngày lẫn đêm. Ông Phúc cho biết khi kiểm tra, ngành thuế phát hiện chỉ có 40 triệu đồng hóa đơn kinh doanh Yến, còn lại là hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán và công ty đã báo cáo về cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và gửi văn bản hỏi công ty chứng khoán. Hiện quận Bình Thạnh quản lý 22.000 doanh nghiệp, 16.000 hộ, cá nhân kinh doanh. Chỉ trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã có hơn 17,8 triệu hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã được xuất cho bên mua, trong khi số hóa đơn điện tử không có mã được xuất là 453.000. Ông Phúc nói số lượng rất lớn, doanh nghiệp rất đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực và hình thức kinh doanh nên đã xuất hiện hàng loạt rủi ro sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp cũng như sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử. Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thật, không ít doanh nghiệp có mong muốn tìm lợi nhuận ngoài sản xuất. Nộp ít thuế, nôm na là trốn thuế cũng là nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp. Cũng theo ông Phúc, có cầu lấy hóa đơn ắt phải có cung, dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp ra đời nhằm phục vụ mục đích mua bán hóa đơn bất hợp pháp.